Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 139. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay, nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ giới nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Chương 16. Ta bảo các ngươi những điều đó để cho các ngươi khỏi vấp phạm. Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội. Vả lại giờ đến khi ai giết các ngươi tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. Họ sẽ làm điều đó vì không biết cha, cũng không biết ta nữa. Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đương ở cùng các ngươi. Hiện nay, ta về cùng đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng, Thầy đi đâu? Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu ta không đi, đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Về tội lỗi vì họ không tin ta, về sự công bình vì ta đi đến cùng cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa, về sự phán xét vì vua chúa thế gian này đã bị phán xét. Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa, nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật, vì Ngài không nói tự mình nhưng nói mọi điều mình đã nghe và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.
mọi sự Cha có đều là của Ta, nên Ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về Ta mà rao bảo cho các ngươi. Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, vì Ta đi về cùng Cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta, và rằng vì Ta về cùng Cha, thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng: Ngài nói ít lâu là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giê-xu hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói, còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy Ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy Ta. Các ngươi đương hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi? Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi. Song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng Ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi Ta về điều chi nữa. Quả thật Ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh Ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh Ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi Ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy Ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh Ta mà cầu xin. Ta chẳng nói rằng Ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến Ta, và tin rằng Ta từ nơi Cha mà đến. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, nay Ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ Thầy phán rõ ràng và không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết Thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi Thầy. Bởi đó nên chúng tôi tin Thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? Này, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy và để Ta lại một mình. Nhưng Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng Ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi. Chương 3. Đến tháng 7, khi dân Israel đã ở trong bổn thành mình rồi, thì dân sự hiệp lại như một người ở tại Jerusalem. Bây giờ Yeshua, con trai của Josadak, và các anh em người là thầy tế lễ, luôn với Sorobaben, con trai Sa-an-thi-en, và các anh em người đều trỗi dậy, xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời của Israel, đặng dâng của lễ thiêu tại đó, theo như đã chép trong luật pháp Môi-se, người của Đức Chúa Trời. Chúng sợ hãi dân của xứ, nên lập lại bàn thờ trên nền cũ nó, và dâng tại đó của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, tức là của lễ thiêu buổi sớm và buổi chiều. Chúng cũng giữ lễ lều tạm y như đã chép, và dâng những của lễ thiêu ngày này kế ngày kia theo số đã định cho mỗi ngày. Sau ấy, chúng dâng những của lễ thiêu hằng hiến, luôn những của lễ về lễ trăng non và về các ngày lễ trọng thể biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, lại dâng các của lễ của mỗi người lạc ý dâng cho Đức Giê-hô-va. Từ ngày mùng 1 tháng 7, chúng khởi dâng những của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, nhưng chưa có xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chúng phân cấp tiền bạc cho thợ đẽo đá và cho thợ mộc, luôn những lương thực, rượu và dầu cho dân Sidon và dân Tyre, đặng sai họ đem gỗ bá hương từ Liban đến biển Gia-phô, tùy theo chiếu của Siru, vua Pharoser. Năm thứ hai, tháng 2, sau khi chúng đến đền của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, Sorobaben, con trai của Sa-an-thi-en, và Yeshua, con của Josadak, với các anh em khác của họ
là những thầy tế lễ, người Lê Vi, cùng hết thảy những người bị bắt làm phu tù được trở về Jerusalem, đều khởi làm công việc xây cất đền thờ. Chúng đặt người Lê Vi từ 20 tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bây giờ Giê-xua, các con trai người và anh em người, các Mi-ên và các con trai người, con cháu Hô-đa-via và con cháu Hê-na-đát là người Lê Vi với con trai và anh em của họ, đều trỗi dậy, đồng hiệp nhau như một, mà quản đốc những người làm việc trong nhà của Đức Chúa Trời. Khi các thợ xây nền đền của Đức Giê-hô-va, thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn. Còn những người Lê Vi, con cháu A-sáp đều cầm chập chỏa đặng ngợi khen Đức Giê-hô-va y như các lễ phép của David, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va rằng: đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo tiếng lớn ngợi khen Đức Giê-hô-va, bởi vì người ta xây nền đền thờ của Đức Giê-hô-va. Nhiều thầy tế lễ người Lê-vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa. Chương 4. Khi các thù nghịch của Giuđa và Benjamin hay rằng những người đã bị bắt làm phu tù được về cất đền thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, bèn đi đến Sơ-rô-ba-bên và các trưởng tộc mà nói rằng: chúng tôi muốn đồng xây cất với các ngươi, vì chúng tôi tìm cầu Đức Chúa Trời của anh em cũng như anh em, và chúng tôi đã tế lễ cho Ngài từ đời Esa-ha-đôn, vua Assyri đem chúng tôi lên đây. Nhưng Sơ-rô-ba-bên, Giê-xua và các trưởng tộc khác của Israel đáp với chúng rằng: các ngươi chẳng được phần chung với chúng ta đặng cất một đền thờ cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Song chúng ta, chỉ một mình chúng ta, sẽ cất một đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, y như Siru, vua Pharoser đã truyền bảo chúng ta. Bây giờ dân của xứ xui cho dân Giu-đa ngã lòng nhát sợ trong khi họ xây cất, và trọn đời Siru, vua Pharoser, cho đến đời Darius, vua Pharoser trị vì, chúng đem hối lộ cho những mưu sĩ chống với dân Giu-đa đặng phá việc họ lo toan. Nhằm đời Asheru vừa bắt đầu lên ngôi, thì chúng làm một cái trạng cáo dân Giu-đa và dân cư Jerusalem. Qua đời Ác-ta-xét-xe thì Bít-lam, Mít-rê-đát, Ta-bê-ên và đồng liêu của chúng viết biểu tấu lên Ác-ta-xét-xe vua Pharoser. Cái biểu ấy viết bằng chữ Aram và dịch ra tiếng Aram. Lại Rehum, tể tướng, và Shimshai thư ký đồng viết biểu nghịch cùng Jerusalem tấu lên vua Ác-ta-xét-xe như vậy: Rehum, tể tướng, Shimshai thư ký và các đồng liêu của họ, tức là người Dinit, người A-phạt-sa-thít, người Tạc-bê-lít, người A-phạt-sít, người Ác-kê-vít, người Babylon, người Su-san, người Đê-ha-vít, người Ê-lam và dân sự khác mà Ô-náp-ba cao trọng và vang hiển đã đem qua, khiến ở trong thành Samari và trong các miền khác bên phía này sông. Này là bản sao lại của bức biểu chúng gửi tấu vua Ác-ta-xét-xe: các tôi tớ vua ở bên phía này sông kính tấu vua Ác-ta-xét-xe. Tâu vua hay rõ ràng: những người Giu-đa đã từ nơi vua lên đến chúng tôi tại Jerusalem, đương lập lại thành phản nghịch hung ác ấy. Chúng nó đã xây lại vách thành và tu bổ các nền cho xong rồi. Vậy nguyện vua biết rõ ràng, ví bằng thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất dân nó sẽ chẳng tiến cống, nộp thuế hoặc đóng tiền mãi lộ, rồi sau chắc sẽ gây họa cho vua. Vả vì chúng tôi ăn muối của đền vua và chẳng nỡ chứng kiến việc gây thiệt hại cho vua như vậy, nên chúng tôi sai sứ giả đến tâu rõ cùng vua, đặng người ta tra khảo trong sử ký các tổ phụ vua, tất sẽ tìm thấy trong sách sử ký đó và biết rằng cái thành này
vốn một cái thành phản nghịch, gây thiệt hại cho các vua và nước. Từ thuở xưa, người ta hay làm loạn ở đó. Bởi cớ ấy, thành này đã bị phá hoang. Chúng tôi tâu cáo vua hay rằng, nếu thành này được cất lại và vách tường nó được xây lên, tất tại cớ ấy, đất ở phía bên này sông sẽ chẳng còn phục vua nữa. Vua bèn giáng chiếu cho tể tướng Rehum, cho thơ ký Shimshai và cho các đồng liêu của họ ở tại Samari và ở trong các miền khác phía bên nay sông mà rằng: nguyện các ngươi bình yên. Bức biểu các ngươi dâng tấu lên ta đã đọc ra tỏ tường trước mặt ta. Cứ theo mạng lệnh ta, người ta đã tra khảo, thấy rằng từ đời xưa cái thành này có giấy loạn với các vua, và trong nó hằng có sự phản nghịch và việc ngụy đảng. Lại tại Jerusalem đã có những vua rất quyền thế quản hạt cả xứ ở bên kia sông, và người ta tiến cống, nộp thuế và đóng tiền mãi lộ cho các vua đó. Vì vậy, các ngươi hãy truyền lệnh ngăn cản những người đó cất lại cái thành này cho đến chừng ta ban chiếu chỉ về việc đó. Khá cẩn thận về sự này, e các vua bị thiệt hại thêm chăng. Vừa khi đã đọc chiếu của vua Artaxerxes trước mặt Rehum, thơ ký, Shimshai và các đồng liêu họ, thì chúng đồng lật đật đi đến dân Giu-đa tại Jerusalem lấy năng lực và cường quyền khiến họ ngưng công việc. Vậy, công việc xây cất nhà của Đức Chúa Trời tại Jerusalem đình cho đến năm thứ hai đời Darius, vua Pherezer trị vì. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.